Nãy góp nhận 50 top cần có ký hiệu là HRT các bạn, từ một sự kiện của trang Coma KitKat các bạn. Thì top cần này hiện tại dưới giá là 0.08 ngàn, mình nhận được 50 top cần được khoảng 80 đô các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả. Thứ nhất mình các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Coma KitKat các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào ba chữ gạch, các bạn click vào phần link sự kiện, các bạn login vào các bạn. Sau khi bấm vào login xong thì các bạn mở ra nè bạn. Bạn bấm. Ôi chết. Hiện tại còn 5 giờ 40 giây nữa, 40 phút nữa là kết thúc nha bạn. Rồi các bạn bấm zone này drop nè. Hy vọng rồi các bạn bấm vào add to wallet nè các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Sau khi các bạn join vào kênh Telegram channel nó xong thì tiếp tục các bạn follow Twitter nữa các bạn và retweet. Trên Twitter thì các bạn follow nè các bạn xuống đây các bạn copy hashtag này bằng từ chữ H G nữa tới chữ Binance Smart Chain nè, các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn với tweet chính hashtag đó nè. Các bạn dán vào người ta các bạn. Sorry mình đã copy quá nhiều các bạn nên mình bỏ bớt các bạn. Đây những dòng chữ màu đỏ đỏ thôi. Sorry. Rồi, tất cả bấm tài quyết lên nha bạn. Sau khi tài quyết lên xong thì các bạn bắt upload tài quyết tên mình nè. Rồi. Dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ Binance Smart Chain, đâu vậy hăng? Rồi dạ bạn, thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này các bạn. Mylock chậm quá. Rồi tiếp tục các bạn copy địa chỉ Smart Chain của mình nè. Rồi các bạn sẽ chép lại các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại cái link form hồi nãy nè. Các bạn dán địa chỉ BNB Smart Chain mình vào đây nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn vào cộng win. Các bạn mở tại Twitter, các bạn vào một trang cá nhân của tất cả các bạn sẽ thấy được username tất cả các bạn. Tiếp tục thì Telegram username của tất cả các bạn luôn. Mình đã đi đến giờ này mà rồi chẳng lẽ các bạn không biết username Telegram sao? Rồi tiếp tục bạn gỡ link retweet post nè. Thì các bạn mở tại Twitter, các bạn gỡ lại nè. Rồi bạn nhấp vào bài bên cùng, nhấp vào hồ sơ nè. Vào gần đây mình bị bệnh các bạn, mình khang tiếng quá các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào mục chia sẻ các bạn drop nó nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi bạn bấm mở ra. Rồi bạn bấm mở ra. Rồi bạn bấm xoay drop các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 50 top cần HRT đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.